Rồi, hello mọi người, lại là em Mạnh đây. Thì bữa nay mua hộ cho vài ông anh vài món sẵn để giới thiệu với anh em luôn. Thì cần mua hộ những cái món mà phụ tùng liên quan tới phụ tùng quay đáng 110 á, thì cứ việc hú em sẽ đi mua hộ giùm anh em ha. Đó, anh em nhắn qua Zalo đi, em sẽ báo giá bệnh cho, nhắn giá bệnh cho. Rồi, bữa nay mua hộ được gì? Một cái cặp nai ở góc góc kia, cặp cuối cùng nha mọi người. Hôm qua hôm kia gì em lên clip á, em nói còn cặp cuối cùng vô nhôm sẵn là cặp cuối cùng ha. Bây giờ anh em mua không có được một dòng chữ nữa nha, mua quay về, về cái hai dòng chữ đát từ 2023 tới 2024 nay nha. Đát 2023 2024 có nghĩa là cái đát cái tem mới á. Tem mới là tem như thế này nè, tem nó có tiếng Thái như thế này nè mọi người, là đát 2023 2024 đó. 2,2 triệu một cặp, giá mua hộ 2,2 triệu nha. Gỗ nè, gỗ lỡ, gỗ này gỗ phơm lỡ mọi người. Đây, cái phơm nó vuông ha, cái phơm nó vuông, nó không có tròn bầu giống như cái thằng Vin. Phơm nó vuông, 380 tiền một em. Bữa nay em mua hộ hai cái nha, đây mua hộ hai cái cặp niền đĩa Siam Goshi quay Thái 110, Vin chính hãng Honda Thái Lan, niền đĩa nha mọi người. Trước đúp sau đúp nha, niền đĩa em xin nhắc lại là niền đĩa trước đúp sau đúp, còn niền đùm là trước ếch sau đúp. Anh em đi mua lựa cho nó đúng xài cho nó mới ngon nha, chứ nếu mà anh em mà thấy anh em mà có cái tư duy á là nói là niền quay là phải là trước 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 đúp sau đúp, là cái chữ đúp là viết tắt của chữ quay, không phải đâu mọi người, không phải đâu nha. Đó, mọi người lưu ý, niền đĩa là trước đúp sau đúp, đúp là ký tự của cái lỗ chân ngâm lớn á, ếch là ký tự của lỗ chân cầm nhỏ. Mọi người lưu ý ha, mọi người lưu ý ha. Đó, mọi người xài cho đúng, từ hàng đeo xe cho tới hàng mới luôn, đúng của nhà máy của người ta ra là vậy. Đầm là trước ếch sau đúp, đĩa là trước đúp sau đúp. Đó, mọi người mua cho nó đúng, chứ mọi người đừng có nghe trên mạng nói bảy mùng ba đồ này kia mất công lắm. Rồi, đây là ba ga xuồng hàng xài cho quay nhỏ nha mọi người, hàng đỉnh chớp nhất thị trường giờ. Ba ga xuồng 12 ly Siken nha. Mọi người lưu ý là ba ga xuồng này Siken, không có phải là inox. Mọi người lưu ý giùm em nha, ba ga xuồng này là Siken, không phải inox, em xin nhắc lại. Đó, còn cái lỗ này nè, nó không có ngay cái lỗ của cái lường của mọi người đâu nha. Mọi người đừng có về mà mọi người cố gắng mà bắt cái lỗ này nó ngay cái lường. Cái lỗ này là để mà mọi người móc cái móc cho đồ vô á, nó có cái găng sẵn trong này nè. Đó, nó có cái gen sẵn, mọi người gen 6 ly sẵn cho mọi người, vì mọi người bắt con vít để bắt móc cho đồ vô, chứ không phải là nó ngay cái lỗ mà của cái sườn của mọi người, cái lược của mọi người đâu, nó không ngay đâu. Đó, rồi mẫu đẹp nhất thị trường giờ nha, của ba ga xuồng 590 tiền. Bữa nay em đi mua hộ hai cái cho hai anh trai, còn hai cái gỗ này là của một anh trai đó, một anh mà xài hai cái. Rồi bữa nay nè được một cái mua hộ một cái lọc gió quay Thái 110, in chính hãng Honda Thái Lan, 115.000 nha mọi người. Còn nữa, bữa nay em bán nguyên cái bùa e, ế bữa nay em mua hộ nguyên cái bùa e luôn. Đây, nguyên cái bùa e, bỏ cái thùng viên nè, bùa e co xăng rồi này kia mọi người. Này, nắp đằng sau nè, nắp đằng trước nè, một cái lọc gió nè, một cái co bue nè, hai cái nắp trên nè, hai nắp đen trên đó mọi người, một cái cổ dê bue nè, hàng Thái nha, một cái kẹp của cái xả cặn trắng nè, kẹp xả cặn trắng nha, cổ dê đó, đó. 6 con ốc nè, 6 con ốc này 6 con ốc Việt nha mọi người, không đồ Thái đâu. Đó, một cặp dây xá xị nè, mọi người đừng lên đây hỏi em cặp dây xá xị này có lẻ hay không nha, lẻ chưa có về nha, lẻ chưa có về. Cái này là hàng em đi chia người ta nên là người ta không có bán lẻ, mọi người đừng hỏi em. Đó, một trái xá xị và một xả cặn trắng và một xả cặn đen. Đây, một xả cặn trắng, một xả cặn đen, một bộ như thế này á là 850.000 mua e nha, 850.000 đủ cho anh em. Còn thêm một cái co xăng nữa, 190 tiền nha mọi người, co xăng quay Thái 110, Vin chính hãng Honda Thái Lan, 190 tiền.
Rồi bỏ ngang bên. Nay mua hộ một cái cặp bố ba kèn 99 nè, 750.000. Một cái cùm dầu trên cáp LD31 đúng của quay thái 110 cùm dầu trên nha. Anh em xài thắng đĩa cần cái cùm dầu trên hú em. 1.1 triệu. Một cái dây dầu 680 tiền, dây dầu đúng quay thái 110 dinh chính hãng ở Thái Lan nha, 680 tiền. Một cái bờ cổ 190 tiền. Một cái dây điện sườn đúng quy thái 110 dinh chính hãng ở Thái Lan 1.180.000. Hai cái ốp phuộc nhớt, anh khách mua cái hàng đĩa nhưng mà nhớt thì nó hàng đĩa nó hết rồi nên em lấy hàng đùm về em tí em phát cho khách đó. Một cặp búa thắng đùm 140. Một cái vỉ bô mọi người 160. Một cái mặt nạ xanh ngọc 140, đây là màu ngọc mọi người, 140 là màu ngọc ha, 250.000. Một cái bộ tem ngọc 2.000, 6 xị luôn tem nạ mọi người, 6 xị luôn tem nạ. Rồi đồ quán thì tới đây thôi. Rồi sẵn bữa nay em tự phót em luôn ha, em tự phót em luôn. Còn mấy ngày nữa là qua hết cái tháng 7 rồi, tháng 7 âm lịch rồi, nhưng mà cũng không qua nổi. Tính của em thì anh em cũng biết rồi, thẳng tính mà nóng tính nữa, đéo chịu lần cuối ai á. Nãy có một khách qua tới, qua ổng nói là ổng qua tới nhà rồi, em xuống dưới em kiếm mà đợi ổng không thấy đâu. Thì tí em kể cho câu chuyện cho mọi người tại sao em tự em post em. Đợi ổng không tới đâu rồi gọi điện rồi nãy kia em nói thôi đéo bán nữa, đéo bán đem đồ lên đéo bán, đem đều quên đó thiệt, đem đồ lên đéo bán. Là câu chuyện nó như thế này nè mọi người, thiệt bực bình. Em cuộc đời của em ghét nhất là cái thứ mà chờ đợi, ghét nhất là cái thứ chờ đợi thiệt. Em là nếu mà trong cái cuộc hẹn lúc nào em cũng là cái thằng mà đi sớm sớm nhất, hoặc là ấy lắm cũng phải đúng giờ, không có đợi nào mà trễ, không đợi ai chờ đợi mình vậy. Đó để mọi người nghe, có anh chàng này nhà cách em chắc tầm khoảng 2 cây mấy 3 cây số à, không có xa, không xa. Em thì bên đường Sinco, ổng bên đường Lê Cơ sát bên mọi người. Ê, Lê Cơ sát bên à, đúng Lê Cơ. Lê Cơ ở đâu ta, Lê Cơ ở đâu, ở vòng vòng đó đâu, đâu vòng vòng đâu Lê Cơ mọi người, sát bên tầm khoảng 2 cây ngoài 3 cây ngoài số. Thì ảnh mua hàng em lần đầu tiên ảnh gọi, mà cuộc đời này thì ngộ lắm anh em. Gọi mà lúc nào gọi video call không biết để làm gì, gọi video call không biết để làm gì cho mọi người coi đây. Gọi lúc nào cũng gọi video call, gọi từ năm ngoái tới năm nay video call không đây. Video call nè, video call nè, video call nè, đó video call không ha. Rồi video call không, em chả biết gì. Lần đầu tiên đặt hàng em đặt mấy món, gọi sáng, gọi buổi sáng kêu em soạn đi, chiều tối qua lấy, chiều tối qua đó không, chiều tối qua không lấy. Ê, không không có qua lấy, có nghĩa là cái bữa đó xong rồi hẹn xong ha, kêu soạn hàng xong rồi chiều tối qua lấy, chiều tối cũng không có thấy qua lấy gì chứ. Bẵng đi tầm khoảng nửa tháng một tháng gì đó, cũng gọi điện video call cũng đặt cũng buổi sáng nữa, tầm khoảng 9-10 giờ sáng đó, kêu cũng soạn đi qua lấy. Rồi kêu soạn đâu 3-4 món, em qua lấy đúng có 1 món, một qua lấy đúng 1 món một nha, trong khi đó là em báo giá rồi nha, qua lấy đúng 1 món một. Em cũng nói gì thôi, kệ, có khách có qua lấy là vui rồi. Rồi lần thứ 3 đặt hàng cũng gọi vào buổi sáng, cũng gọi video call, cũng kêu là để soạn hàng đó đi, chiều tối qua lấy. Soạn xong rồi chiều thấy tối cũng không qua lấy, không qua lấy cũng không gọi gì luôn. À, cái lần thứ 4 cũng y chang như vậy, mà lần thứ 4 là em quạo, em nói thẳng luôn, nói nè anh khỏi đi, anh khỏi đi anh chay, à chừng nào anh qua, anh chuẩn bị anh qua, anh gọi trước cho em nửa tiếng em soạn, rồi xong anh chạy qua em đem đồ xuống. Chứ anh cái lần này là lần thứ 4 rồi, anh kêu em soạn hàng mà anh kêu em để đó cho chiều tối anh qua lấy, cuối cùng anh có qua lấy đâu.
biết bao nhiêu lần này chứ đâu phải là một hai lần đâu. Lần này là lần thứ tư rồi mà anh cũng ấy nữa. Rồi ok, ông nói thì bắt đầu chiều đó ông cũng gọi nha. Chiều đó ông cũng gọi lại. Ông nói sợ rồi này. Chiều đó cũng không qua lấy. Ngay tới cái đó đó mọi người, ngay tới mức cái đó đó, lần thứ tư rồi. Rồi sáng nay gọi. Kêu lấy đúng hai món, cặp bố thắng với dây thắng đùm. Đó. 20 phút nữa anh tới nha Mạnh. Ok, xuống. Ông tới ông gọi video call, em tắt máy nghe. Em gọi lại cho cuộc gọi thường cho ông. Nói tới rồi nè. Em đi xuống dưới nhà với em đợi 2 phút, em ngó qua ngó lại đéo thấy ông đâu. Đéo thấy ông đâu nè nha mọi người. Đó. Thì xong bắt đầu em gọi ông hỏi đâu rồi, anh nói anh tới đâu rồi, nãy giờ em đứng đây em đợi hoài có thấy đâu. Ông nói chết cha, anh đậu này cách nhà mày mấy căn. Em đi em bước ra giữa lộ cũng chả thấy ông đâu. Không thấy ông luôn nha mọi người. Ông nói để ông chạy lên. Tầm khoảng 3 phút sau em ngồi đợi tầm khoảng 3 phút sau cũng đéo thấy ông chạy lên đâu. Bắt đầu em gọi điện ông nói là anh đang ở địa chỉ 7393 gì đó. Mà trong khi đó cái địa chỉ nhà em là 53. Mà bây giờ em nói thiệt anh em, cái đường của em đường lớn, mà cho dù ổng địa chỉ nhà ổng 7393 gì em nhìn em cũng thấy. Mà em ra giữa lộ em nhìn thêm một lần nữa cũng đéo thấy đâu. Em nói ho nghỉ bán, nghỉ bán. Đó, em lên em chặn Zalo, em chặn luôn số điện thoại luôn. Nói em sao cũng được. Thiệt, cuộc đời này ghét nhất là chờ đợi mưa. Ghét nhất chờ đợi. Mỗi người mà có một cái quỹ thời gian à. Mà đi chờ đợi những cái người như thế đó thì có đáng hay không? Và anh nói thiệt luôn, mấy anh phá em chi, làm gì được gì đâu. Em gọi em không biết là hồi sáng ổng có qua hay không nữa, hay là cố tình vậy em cũng chả biết luôn. Không biết là có qua hay không, tại chưa thấy mặt mũi đâu mọi người. Chưa thấy mặt mũi đâu. Xuống nhà đợi dưới 5-7 phút chưa thấy mặt mũi đâu. Chả hiểu là phá hay là làm gì, mà có em có làm gì cho mấy anh em đâu mà mấy phá em vậy. Đúng không? Có làm gì đâu. Mà những cái tay này thì em hứa với lòng là em không tiếp nữa mọi người. Em chặn luôn Zalo, em chặn luôn số điện thoại luôn. Em hứa là em không tiếp nữa nha. Hứa cuộc đời này hứa là không tiếp mấy cái tay giống vậy nữa. Bây giờ có xin luôn, có ế luôn, có đồ mà có ế có xình lên luôn cũng không bán cho mấy tay đó. Thiệt. Gì cũng mình quá tam ba bận thôi. Mình hẹn em út nó xong rồi, ví dụ như mình không lấy được á, mình không đi qua lấy được, mình cũng alo cho nó một tiếng. Ừ Mạnh ơi, anh bữa nay anh qua không được nha, thôi mày dẹp đồ đi. Nào tôi qua tôi gọi lại. Thì ok, còn đằng này không qua cũng không nói gì. Mà trong khi đó nói qua tới nhà rồi xuống ngồi đợi thấy bà luôn cũng không thấy đâu. Hô là ở địa chỉ 7393 đồ này kia cũng ra giữa đường cũng vừa dòm cũng đéo thấy đâu. Không thấy ông đâu. Mà thà ví dụ như cái đường nó cong cua đồ này kia, em có cái đường em thẳng queo, thẳng băng à. Đó, đường thẳng băng mà đường lớn nữa. Ra nhìn cũng đéo thấy ông nội nào. Bực chứ mọi người. Đời bực chứ. Còn mấy ngày nữa qua tháng 7 mình cũng không qua nổi. Cũng phải làm một cái clip chửi cho bằng được. Rồi em nói thiệt mọi người luôn nè. Mình gọi điện nha, mình gọi thường thôi. Zalo mình gọi thường thôi. Đừng có gọi mà video call. Cái tại thời điểm hiện tại này nó nhạy, cái chuyện mà video call nó nhạy cảm lắm. Tại bây giờ mọi người cũng biết rồi, mấy cái ứng dụng đồ này kia của nhà nước với ứng dụng ngân hàng đồ này kia cập nhật xin chắc học hết trơn rồi. Mà cái trường hợp này nó không phải hiếm nha, nó đã xảy ra tầm khoảng 1-2 năm nay rồi. Nó gọi điện video call mọi người để nó lấy hình ảnh của mọi người á, rồi để nó làm những cái chuyện mà trái pháp luật, hoặc là nó đi rút tiền mọi người, nó làm này đầm kia. Trong khi đó bây giờ đó, ngân hàng đã cập nhật xin chắc học rồi. Nên là em phiên thiệt mọi người luôn. Ví dụ như người thân trong gia đình của mình gọi điện video call thì mình nghe, còn những người khác gọi điện video call mọi người đừng nghe nha mọi người. Thôi mưa rồi, em cảm ơn mọi người xem clip của em nha.